Thưa quý vị, bà Tôn Nữ Trí Huệ, người cuối cùng giữ nghề may gối trái dựa của triều Nguyễn, đã qua đời ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà lúc 21 giờ 35 phút ngày 24 tháng 3 ở tuổi 101. Bà được biết đến là người hiếm hoi ở cố đô Huế còn biết may gối trái dựa, loại gối từng được các vua chúa quan lại triều Nguyễn dùng để kê tay khi ngồi thưởng trà, ngâm thơ hay đàm đạo chính sự. Bà Tôn Nữ Trí Huệ hay được gọi là Mẹ Trí Huệ là cháu nội của Hoài Đức quận công Nguyễn Phúc Miên Lâm, con trai thứ 57 của vua Minh Mạng. Từ nhỏ bà đã sống trong hoàng cung, học nghề may vá, làm gối trái dựa, hầu hạ Hoàng Thái Hậu từ cung ở phủ Kiên Thái Vương. Những chiếc gối do chính tay bà làm ra rất được lòng đức từ cung và vua Bảo Đại. Vua đã không ít lần đặt bà may loại gối này để làm quà. Và tâm nguyện của Mẹ Trí Huệ lúc còn sống là có thể truyền nghề làm gối trái dựa cung đình lại cho những ai muốn học để gìn giữ và phát huy nghề. Học trò đầu tiên của bà là con dâu, chị Lê Thị Liền, và tiếp đó là cháu gái.